Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn sau sáp nhập cần có chính sách đặc thù. Huyện Lương Sơn tăng cường quản lý người lao động. Tổ chức Y tế Thế giới WHO chính thức tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị trực tuyến thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh cần phải đảm bảo các mục tiêu kép để giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu, công tác phòng chống dịch bệnh. Muốn thực hiện được các mục tiêu này cần tăng cường sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền với sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và người dân. Xác định trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu, sáng tạo với phương châm 4 tại chỗ. Lương thực, thực phẩm cần được coi là hai nhóm quan trọng để đạt mục tiêu kép. Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản, tổ chức các diễn đàn xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ trong nước thông qua hệ thống kết nối thu mua nông sản giữa các địa phương, doanh nghiệp và bà con nông dân. Các đơn vị, doanh nghiệp, tập đoàn tham gia chuỗi sản xuất, tiêu thụ cần ổn định thị trường tiêu thụ, nhất là về giá lợn hơi. Trong tái cơ cấu nông nghiệp, lấy doanh nghiệp làm hạt nhân, phối hợp với nông dân trong tiêu thụ nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã làm rõ một số kiến nghị của doanh nghiệp, địa phương, đồng thời khẳng định các bộ ngành luôn đồng hành để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Các cơ quan truyền thông tăng cường chủ động tuyên truyền một cách chính xác, kịp thời về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp. Ngày 12 tháng 3, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch, công tác chuẩn bị các địa điểm cách ly và điều trị COVID-19 trên địa bàn huyện Mai Châu. Tính đến ngày 11 tháng 3, huyện Mai Châu chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 nào. Theo dõi cách ly tại nhà đối với hai trường hợp ở xã Tổng Đậu đi khám chữa bệnh từ Bệnh viện Hồng Ngọc, Hà Nội về. Đến 20 giờ ngày 11 tháng 3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Mai Châu đã có quyết định kết thúc việc cách ly tại Mai Châu Ecolot đối với 140 người tiếp xúc gần với 4 du khách người Anh, đã phun khử khuẩn tại 55 trên 55 trường học, 23 trên 23 trạm y tế xã, trung tâm y tế, sân vận động huyện, thành lập khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế tại đồn công an Táo Nà, xã Côn Phèo, khảo sát trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông B huyện Mai Châu tại xã Bà Cò với tổng số 500 giường, dự kiến cho tình hình diễn biến xấu của dịch COVID-19. Tại buổi kiểm tra, huyện Mai Châu đề xuất ban chỉ đạo tỉnh đảm bảo đủ trang thiết bị vật tư y tế cho khu vực cách ly tập trung 500 trường hợp, có phương án chỉ đạo kịp thời trong phòng chống dịch bệnh, nhất là đối với các khu vực cách ly tập trung khi dịch có diễn biến phức tạp. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Mai Châu cần xây dựng kế hoạch cụ thể về khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế, cũng như có phương án kịch bản theo cấp độ của dịch bệnh, tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, gắn trách nhiệm phòng chống dịch đối với người đứng đầu. Sau việc cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo nắm bắt tình hình thực tế, đề xuất kinh phí ở cấp độ dịch bệnh cao hơn, đồng thời ưu tiên các điều kiện tốt nhất để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tốc độ lây lan nhanh, số lượng người cần cách ly giám sát y tế trên địa bàn tỉnh sẽ còn tăng. Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản về công tác phòng chống dịch. Trong đó có công văn số 2927 và 2929 thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại các hội nghị của tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, đưa công tác phòng chống dịch COVID-19 là cấp bách, ưu tiên số 1. Trong quá trình phòng chống dịch, phải chủ động nắm bắt tình hình, nâng cao cảnh giác, bình tĩnh, phối hợp chặt chẽ, xử lý chính xác, hiệu quả, không được lơ là chủ quan. Chủ động sẵn sàng đối phó với cấp độ dịch cao hơn là cấp độ 2 theo kế hoạch đã đề ra. Không để bị động bất ngờ, bố trí kinh phí, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, y tế cho việc dự phòng, cách ly, điều trị. Bố trí đủ nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch theo tình hình thực tế. Chỉ đạo các huyện, thành phố bố trí địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cách ly tập trung theo cấp độ mới và tiếp tục tiếp nhận công dân từ vùng dịch về nước theo phân luồng của Bộ Quốc phòng. Thực hiện trưng tập các cơ quan đơn vị có cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu để phục vụ cách ly tập trung. Mỗi huyện đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cách ly tập trung không dưới 500 người.
đảm bảo đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân, đồng thời tuyên truyền đúng đủ thông tin để người dân yên tâm, không hoang mang, lo lắng. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại cơ quan đơn vị mình, trang bị xà phòng, nước khử khuẩn, khuyến khích sử dụng khẩu trang ở nơi đông người. Thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, giao giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện. Giao giám đốc Sở Y tế chủ trì phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu đề xuất đôn đốc triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Với đặc thù sản xuất kinh doanh là thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, vì vậy trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chi nhánh xăng dầu tỉnh Hòa Bình đã có văn bản yêu cầu các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, cán bộ công nhân viên phải đeo khẩu trang trong thời gian làm việc, thường xuyên khử trùng sát khuẩn khu vực phòng bán hàng và các khu vực cần thiết khác tại cửa hàng, trang bị găng tay, nước rửa tay khô, giữ khoảng cách với khách hàng và thường xuyên khử khuẩn tay nắm cò bơm xăng dầu. Đặc biệt tại các cửa hàng và phòng làm việc, bố trí khu rửa tay và phát khẩu trang cho khách hàng đến giao dịch. Hiện nay tại 28 cửa hàng kinh doanh xăng dầu của chi nhánh xăng dầu Hòa Bình đều thực hiện nghiêm các biện pháp nhằm phòng chống dịch COVID-19. Ngày 12 tháng 3, khối thi đua các cơ quan trung ương quản lý nhà nước về kinh tế, thống kê đã tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2020. Năm đơn vị trong khối thi đua đã thống nhất đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, các mô hình mới, nhân tố mới tạo sự lan tỏa trong các cơ quan đơn vị khối thi đua. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua, tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Thông qua ký giao ước thi đua nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy toàn thể cán bộ công chức viên chức, các đơn vị trong khối phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2020, hướng tới mục tiêu đưa phong trào thi đua trong khối phát triển đồng đều, liên tục toàn diện và hiệu quả. Ngày 12 tháng 3, khối thi đua các doanh nghiệp, ngân hàng, bảo hiểm trung ương đã tổ chức hội nghị ký giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2020. Chủ đề là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. 7 đơn vị là các ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh sẽ phấn đấu đạt 100% các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản được giao về tăng trưởng tín dụng, giảm nợ xấu còn dưới 3%, đẩy mạnh giải ngân các chương trình tín dụng chính sách. 2 công ty bảo hiểm phấn đấu đạt 100% kế hoạch về doanh thu, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp ra thị trường, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Ngoài các chỉ tiêu kinh doanh, khối thi đua các doanh nghiệp, ngân hàng, bảo hiểm trung ương cũng đề ra các nội dung thi đua quan trọng khác, như xây dựng tổ chức đảng đoàn thể quần chúng trong mỗi đơn vị trong sạch vững mạnh, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hòa Bình, toàn tỉnh sẽ có 106 xã phải thực hiện sắp nhập. Hiện nay các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc sắp nhập các đơn vị hành chính. Tuy nhiên, ở những địa phương vùng đặc biệt khó khăn, rất cần có những chính sách đặc thù. Hiện nay, tất cả các xã phải thực hiện sắp nhập đơn vị hành chính đã đi vào hoạt động ổn định. Bên cạnh việc sắp xếp ổn định bộ máy, giải quyết chính sách cho cán bộ dôi dư, một vấn đề được nhiều người dân quan tâm là việc triển khai các chế độ chính sách dành cho xã đặc biệt khó khăn ra sao. Đây thực sự là vấn đề nan giải đang được các cấp chính quyền nỗ lực tìm giải pháp tháo gỡ. Trên thực tế, có nhiều xã thuộc diện đặc biệt khó khăn sắp nhập với xã không đặc biệt khó khăn. Điều này khiến cho người dân và địa phương các xã còn nhiều băn khoăn trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ. Cái băn khoăn nhất của người dân ấy về cái vấn đề tức là hưởng cái chế độ bảo hiểm y tế đối với người dân. Thì hiện nay thì đối với các xã thì là người dân tộc thiểu số là được hưởng 100% cái chế độ bảo hiểm y tế. Nhưng mà khi về sát nhập về thị trấn thì không biết là cái chế độ này thì còn người dân còn được hưởng hay không. Đây là cái quan tâm nhất của người dân hiện nay. Trước khi thực hiện sắp nhập đơn vị hành chính, toàn tỉnh có 95 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, được hưởng các chế độ chính sách của nhà nước như đầu tư các công trình hạ tầng, hỗ trợ bảo hiểm y tế, cùng nhiều chính sách ưu đãi khác. Trong phương án sắp xếp có 44 xã phải thực hiện sắp nhập đơn vị hành chính. Như vậy, khi tiến hành sắp nhập sẽ tác động đến hàng trăm nghìn hộ dân và khoảng 500 cán bộ công chức đang làm việc tại các xã đặc biệt khó khăn. Việc công nhận xã đặc biệt khó khăn sẽ triển khai như thế nào? Người dân có tiếp tục được hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước hay không? Đây là những vấn đề đang được nhiều người quan tâm.
Theo hướng dẫn của Ủy ban dân tộc, trước mắt việc áp dụng các chế độ chính sách cho các đối tượng trên địa bàn tiếp tục thực hiện theo dõi danh sách xã đặc biệt khó khăn theo quy định cho đến khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 trong giai đoạn mới. Tại đơn vị hành chính mới hình thành sẽ được thụ hưởng chính sách đặc thù cao nhất. Cái xã mới hình thành này thì theo trình độ phát triển kinh tế xã hội tổng hợp nói chung thì nó sẽ là diện khu vực 1, khu vực 2 hay khu vực 3. Thì trên tinh thần đó thì Ủy ban dân tộc đã chủ động tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành kế hoạch số 20 về tiến hành ra soát, điều chỉnh, bổ sung thôn, xã đặc biệt khó khăn đối với trường hợp các thôn xã do sát nhập điều chỉnh. Như vậy, chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân mà còn tạo điều kiện cho người dân và các địa phương đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Thực tế, các chính sách đầu tư hỗ trợ xã đặc biệt khó khăn có tác động rất lớn trong phát triển kinh tế và cải thiện điều kiện sống của người dân. Do vậy, cùng với việc tiếp tục thực hiện các chính sách theo quy định hiện hành cho đến khi có quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương cần linh hoạt trong việc xây dựng, ban hành triển khai những chính sách hỗ trợ thôn bản sau khi sáp nhập một cách phù hợp với thực tiễn địa phương. Hiện nay, lượng nước tích ở các hồ chứa trên địa bàn tỉnh cao hơn so với cùng kỳ, đảm bảo lượng nước phục vụ trên 90% diện tích lúa vụ xuân năm 2020. Tuy nhiên, theo dự báo của Chi cục Thủy lợi, trong khoảng trung tuần tháng 3, đầu tháng 4 có thể xảy ra thiếu nước tại một số diện tích vùng ngoài công trình thủy lợi như khu vực huyện Lương Sơn, với diện tích có khả năng xảy ra bị hạn khoảng 135 ha, thành phố Hòa Bình khoảng 10 ha. Để hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng của hạn hán, đảm bảo nguồn nước tưới dưỡng để cây trồng sinh trưởng tốt, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương chủ động điều tiết nguồn nước tiết kiệm hợp lý, phù hợp với kế hoạch sản xuất và dân sinh vụ xuân năm 2020. Trong đó, cần quản lý chặt chẽ nguồn nước hồ đập, đảm bảo tích đủ nước, chuyển đổi sản xuất nếu nguồn nước không đảm bảo cung cấp trong thời gian sản xuất, chuẩn bị các điều kiện cần thiết như máy bơm để chủ động nước tưới cho các loại cây trồng khi xuất hiện hạn hán, đảm bảo cho cây trồng phát triển. Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn tỉnh từ ngày 5 tháng 3 năm 2019 đến nay đã khiến 14.300 con lợn bị tiêu hủy, thiệt hại ước tính trên 40 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn tỉnh có 3 trên 10 đơn vị hành chính cấp huyện còn có dịch tả lợn châu Phi là huyện Lạc Thủy, huyện Yên Thủy và huyện Lương Sơn. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, dịch lở mồm long móng xảy ra ở một số địa phương đã khiến cho hơn 100 con gia súc mắc bệnh. Đặc biệt, từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3, trên địa bàn xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, phát hiện 3 ổ dịch cúm AH5N6 đã làm cho hàng nghìn con gia cầm bị tiêu hủy. Nguy cơ lây lan là rất cao. Vì vậy, hiện nay, cùng với việc phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi, cúm AH5N6 trên đàn gia cầm. Đặc biệt, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn, vệ sinh môi trường chuồng trại, chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp gia cầm mắc bệnh để có biện pháp phòng chống kịp thời. Các bước thực hiện khai báo y tế toàn dân. Bước 1. Truy cập cổng khai báo điện tử tại địa chỉ sứckhoetoandan.vn hoặc tờkhaiyt.vn hoặc quét mã QR code ở cửa khẩu để vào biểu mẫu khai báo y tế. Bước 2. Tại giao diện chính của biểu mẫu trên hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế, tiến hành chọn ngôn ngữ để khai báo y tế với các lựa chọn tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý hoặc Campuchia. Bước 3. Đọc kỹ và điền chính xác các thông tin vào các ô trong biểu mẫu khai y tế. Bước 4. Nhập mã xác thực, mã bảo mật vào ô cuối cùng của biểu mẫu khai báo. Bước 5. Nhấn nút gửi tờ khai và chờ cho đến khi màn hình sẽ xuất hiện thông báo. Trân trọng cảm ơn quý khách đã hoàn thành việc khai báo y tế. Bước 6. Người khai báo y tế sẽ đến nơi làm việc của nhân viên kiểm dịch y tế để lấy bản xác nhận trước khi qua quầy làm thủ tục xuất nhập cảnh dành cho người nhập cảnh. Phần tiếp theo của chương trình thời sự ngày hôm nay. Huyện Lương Sơn tăng cường quản lý người lao động. Huyện Lạc Sơn quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng vùng khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Lương Sơn,
Hiện tại trên địa bàn huyện có 106 người lao động đi lao động ở nước ngoài, còn nhiều người chưa quay trở lại địa phương. Huyện Lương Sơn đang tăng cường các biện pháp quản lý lao động qua con đường không chính thống, đặc biệt là trong tình hình dịch COVID-19 như hiện nay. Qua tìm hiểu ở một số địa phương trên địa bàn huyện Lương Sơn, cho thấy năm 2020, nhu cầu việc làm của người dân là rất lớn, nhưng địa phương chỉ có thể giải quyết được khoảng 2.500 chỉ tiêu, với điều kiện là lao động đã qua đào tạo nghề. Do đó, nhiều lao động nông thôn chưa qua đào tạo vẫn chưa tìm kiếm cơ hội việc làm qua các đơn vị môi giới. Thậm chí nhiều đơn vị tuyển dụng trực tiếp liên hệ với lãnh đạo các xã để tổ chức tuyển dụng lao động. Thì trong thời gian gần đây thì các công ty, kể cả một số công ty lớn và công ty tư nhân thì cũng vào để gặp gỡ với địa phương để làm công tác để tuyển dụng lao động. Có những cái đòn nó chỉ một hai người đi xe máy về là đưa cho các cái thông tin sẽ hẹn ngày này các anh giúp đỡ chúng tôi để tổ chức một cái buổi để hội thảo thông tin ở nhà văn hóa xóm hay nhà văn hóa xã để tôi hướng dẫn hướng nghiệp cho cái lực lượng lao động để tham gia đi xuất khẩu lao động ở chỗ này chỗ kia. Thì anh em chúng tôi bảo là cái này là chúng anh phải thận trọng, mà chúng tôi ở chính quyền địa phương chúng tôi rất lo cái này. Nếu mà lực lượng bà con nhân dân mà trong độ tuổi lao động mà nếu mà đi mà không đảm bảo, ví dụ như các cái hồ sơ anh em chúng tôi chứng thực vào giúp đỡ người ta để mà đi không đảm bảo thì sau đó về nó ảnh hưởng cho gia đình, ảnh hưởng cho cả cái tập thể địa phương xã hội. Theo báo cáo của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Lương Sơn, số lao động xuất khẩu của huyện tính đến thời điểm hiện tại là 45 người, số lao động tự túc ra nước ngoài làm việc là 106 người, trong đó phần lớn là sang Trung Quốc, đến nay vẫn còn nhiều trường hợp chưa về địa phương. Sở dĩ vẫn còn để tái diễn tình trạng người lao động ở vùng nông thôn tự thỏa thuận với các đối tác để ra nước ngoài làm việc là vì công tác quản lý lao động tại nhiều xã vẫn còn lỏng lẻo. Do đó, trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện Lương Sơn cần thắt chặt hơn nữa công tác quản lý lao động. Đối với các đơn vị lần đầu mà đến với địa bàn huyện Lương Sơn để tuyển lao động, xuất khẩu lao động thì cũng qua sở lao động và về với địa bàn huyện thì cũng có văn bản triển khai đến các xã thị trấn. Sau khi về đến xã thị trấn thì cũng có thành lập cái hệ thống cộng tác viên tại các xã thị trấn. Nhưng mà lại không có cái báo cáo quay lại phòng, tức là xã cũng không yêu cầu là phải quay lại phòng để lấy cái giấy giới thiệu. Vậy là cũng tạo thành một cái lỗ hổng trong cái công tác quản lý lao động xuất khẩu. Vậy trong thời gian tới thì đối với cơ quan quản lý nhà nước về công tác lao động việc làm, xuất khẩu lao động thì chúng tôi cũng sẽ thắt chặt quản lý hơn những đối tượng này. Thắt chặt công tác quản lý lao động không chỉ đơn thuần là phục vụ công tác giải quyết việc làm mà còn là nhiệm vụ quan trọng trong việc dự báo biến động cung cầu lao động để có quy hoạch nhân lực cụ thể. Điều này càng trở nên cấp thiết hơn trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp hiện nay. Theo Công an huyện Lương Sơn cho biết, tính đến thời điểm hiện tại mới có gần 50 người lao động từ nước ngoài về địa phương. Lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình biến động lao động, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian gần đây, thì chúng tôi đã rà soát và cập nhật lên danh sách hàng ngày, kể cả cái số mà người nước ngoài đến lao động, làm việc và tạm trú ở địa phương. Thì báo cáo đồng chí là đối với người nước ngoài tạm trú thì nó khoảng độ 45 người. Thế đối với người mà Việt Nam đi nước ngoài, tập trung chủ yếu là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, khoảng độ trên 50 người. Thì cái số người này mà khi mà về địa phương thì chúng tôi có cái lực lượng cập nhật hàng ngày, thế và có cái báo cáo và thông báo phối hợp với cùng với phòng y tế huyện và trung tâm y tế huyện thực hiện các cái biện pháp phòng ngừa theo cái quy định, nhất là trong cái thời gian này nó có cái dịch bệnh COVID-19. Để hạn chế lao động tự phát sang nước ngoài làm việc, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Lương Sơn đã xây dựng kế hoạch trong năm 2020 sẽ phối hợp với các xã thị trấn và doanh nghiệp tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách về lao động việc làm, gắn công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm cho lao động, đào tạo theo nhu cầu của khoảng 140 doanh nghiệp đã khảo sát từ năm 2019, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, hạn chế tình trạng lao động đi làm ăn xa. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Lạc Sơn luôn xác định đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng là nhiệm vụ then chốt. Bởi vậy, huyện đã tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng nhiều công trình trọng điểm, phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đặc biệt là những địa phương vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Tháng 12 năm 2019, trường mầm non xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Để có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của nhà trường, phụ huynh học sinh và chính quyền địa phương, trường mầm non Ngọc Lâu đã được huyện đầu tư nguồn vốn trên 6 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học. Hiện nay trường có 215 học sinh với 8 lớp mẫu giáo và 3 nhóm trẻ. Học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, 100% các lớp học kiên cố, đầy đủ đồ dùng, đồ chơi. Các phòng chức năng như nhà bếp, phòng hiệu bộ, khu vui chơi ngoài trời được đầu tư đầy đủ khang trang, giúp các em được học tập vui chơi trong điều kiện tốt nhất. Đối với một xã vùng cao như Ngọc Lâu thì đây là một điều kiện rất tốt để nhà trường thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ mầm non trên địa bàn. Trường mầm non xã Ngọc Lâu trước đây còn rất nhiều khó khăn, nhưng mấy năm gần đây được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhà trường đã từng bước được nâng lên và thay đổi về cơ sở vật chất rất là khang trang, và đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị, đồ dùng học tập cho các con ngày càng được quan tâm, và cũng là một điều kiện và môi trường tốt để cho các bậc phụ huynh ngày càng hứng khởi hơn trong việc đưa các con đến trường. Ngọc Lâu là một xã vùng cao của huyện Lạc Sơn với tỷ lệ hộ nghèo còn cao 32,2%, thu nhập bình quân đạt 27 triệu đồng một người năm 2019. Xã Ngọc Lâu được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong năm 2019, xã Ngọc Lâu được đầu tư trên 16 tỷ đồng từ các nguồn vốn như vốn chương trình nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, vốn sự nghiệp giáo dục y tế để xây dựng đường giao thông, trạm y tế, trường học. Đến nay, cơ sở hạ tầng xã Ngọc Lâu từng bước được cải thiện, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng bộ và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trong năm gần đây, đối với xã Ngọc Lâu về sự đổi thay cái bộ mặt nông thôn của xã, cái thứ nhất là nó thể hiện lên là cái cơ sở vật chất, đó là nhà trường, học với lại trạm y tế xã là có sự đầu tư của nhà nước, là cái bộ mặt nông thôn đấy là từng bước đổi mới, với lại các cái tuyến đường liên thôn của các xóm thì cũng đã được đầu tư, cái bộ mặt nông thôn nó cơ bản là được đổi mới trên cái địa bàn xã. Trong điều kiện khó khăn, mặc dù các địa phương đã linh hoạt trong việc lồng ghép nhiều nguồn vốn khác nhau, tuy nhiên nhu cầu về vốn xây dựng cơ sở hạ tầng hiện nay quá lớn. Vì vậy, nguồn vốn này chủ yếu giúp địa phương tu sửa lại các công trình đã xuống cấp. Xã Ngọc Sơn này cũng là một xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là khó khăn. Thì từ khi là có cái chương trình là xây dựng nông thôn mới, thì xã này cũng thành lập ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Thì từ khi là có cái chương trình nông thôn mới thì hiện nay là các cơ sở vật chất hạ tầng của xã thì cũng được là các dự án chương trình đầu tư. Thứ nhất là cái đường giao thông đi lại, đường làng ngõ xóm thì nói chung là cũng đi lại thuận tiện cho bà con trong khi giao thương hàng hóa với lại đi giao lưu hàng hóa với các xã dưới kia. Trong thời gian tới, huyện Lạc Sơn tiếp tục đề ra các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng cơ bản thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Trong đó tập trung đẩy mạnh đa dạng hóa các nguồn vốn huy động, vận dụng có hiệu quả các cơ chế chính sách, lồng ghép, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách, huy động nguồn lực và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, chú trọng công tác quản lý quy hoạch, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, ưu tiên thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển du lịch dịch vụ, từ đó xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ của huyện Lạc Sơn nói chung và các xã vùng cao trên địa bàn huyện nói riêng. Xin được chuyển sang các tin tức quốc tế. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa tuyên bố bùng phát virus corona chủng mới là đại dịch toàn cầu. Ngày 11 tháng 3, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus lưu ý rằng trong vòng 2 tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 bên ngoài Trung Quốc đã tăng 13 lần và số quốc gia bị ảnh hưởng đã tăng lên gấp 3 lần. Trong những ngày và tuần tiếp theo, dự kiến số ca nhiễm, số ca tử vong và số quốc gia bị ảnh hưởng sẽ còn tăng hơn nữa. Ông cho biết WHO đang lo ngại sâu sắc về quy mô và độ nghiêm trọng của lây nhiễm, cũng như việc không có đối sách, tất cả đều ở cấp độ đáng báo động. Ông Tedros nói thêm rằng, vì những lý do trên mà có thể xếp COVID-19 vào đại dịch.
Ông cho biết 90% những ca nhiễm bệnh đều ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran và Italy. Ông nói tất cả các nước đều có thể thay đổi tình hình đại dịch nếu họ phát hiện, xét nghiệm, cách ly, theo dõi và di chuyển công dân. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ngừng cho phép du khách từ châu Âu nhập cảnh vào nước này trong vòng 30 ngày nhằm tránh sự lây lan của đại dịch COVID-19. Ngày 12 tháng 3, trong bài thông điệp quốc gia về mối nguy từ dịch COVID-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với các du khách từ châu Âu, trừ Anh. Lệnh cấm trên sẽ có hiệu lực từ ngày 13 tháng 3 tới và sẽ kéo dài 30 ngày. Ông Trump đổ lỗi vì châu Âu đã không hạn chế đi lại đối với Trung Quốc trong những thời gian đầu của dịch, khiến dịch bệnh lây lan nhanh chóng. Ông Trump cũng cho biết ông có thể sẽ có hành động khẩn cấp nhằm cung cấp gói hỗ trợ cho các công nhân bị ảnh hưởng vì dịch. Ông cũng sẽ yêu cầu Quốc hội Mỹ cung cấp 50 tỷ đô la vốn vay cho các doanh nghiệp nhỏ và yêu cầu giảm thuế ngay lập tức. Ngay sau bài phát biểu của ông Trump, Bộ An ninh Nội địa Mỹ DHS cho biết sẽ đưa ra những hướng dẫn chi tiết về việc cấm nhập cảnh trong vòng 2 ngày tiếp theo. Trước đó, Mỹ cũng đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với các du khách Trung Quốc nhằm hạn chế việc lây lan của dịch COVID-19. Thủ tướng Italia Giuseppe Conte ngày 12 tháng 3 tuyên bố rằng tất cả các cửa hàng và nhà hàng phải đóng cửa vì tình hình lây nhiễm của virus corona mới đang lan nhanh và rộng. Tuy nhiên, ông nói thêm, các hiệu thuốc và cửa hàng tạp hóa liên quan đến nhu yếu phẩm hàng ngày sẽ được loại trừ khỏi sắc lệnh trên. Dịch vụ giao hàng của nhà hàng và hoạt động của nhà máy sẽ được cho phép. Chuyển phát thư và dịch vụ giao thông công cộng cũng sẽ vẫn tiếp tục được hoạt động. Italia đã yêu cầu mọi người trên khắp đất nước hạn chế không đi ra ngoài trừ trường hợp thật cần thiết hoặc khẩn cấp tính từ hôm thứ Ba. Nhưng số người nhiễm bệnh đã lên tới 12.462 ca vào thứ Tư và 827 người đã tử vong. Mối lo ngại đang gia tăng rằng nếu lây nhiễm tiếp tục lan rộng, các dịch vụ y tế có thể không đáp ứng được. Thế giới sẽ phải đối mặt với viễn cảnh nguồn cung dầu mỏ quá dư thừa sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE là nước mới nhất tuyên bố sẽ tăng sản lượng. Hôm thứ Tư, UAE cho biết công ty dầu mỏ nhà nước của nước này sẽ tăng sản lượng cung cấp cho thị trường lên hơn 4 triệu thùng một ngày, bắt đầu từ tháng Tư, tăng khoảng 30% so với mức hiện nay. UAE có động thái này sau khi Ả Rập Xê Út có thông báo tương tự vào hôm thứ Ba. Nga cũng có kế hoạch tăng sản lượng. Mức tăng của ba nước sẽ đáp ứng được gần 5% nhu cầu toàn cầu. Các nước ra thông báo tăng sản lượng sau cuộc họp giữa các nước OPEC và các nước sản xuất dầu mỏ không thuộc OPEC hồi tuần trước. Các bên đã thảo luận phương thức điều chỉnh sản lượng để duy trì giá dầu trong bối cảnh virus corona bùng phát sẽ khiến nhu cầu giảm. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã đổ bể. Sau 7 năm, chiếc đèn lồng lớn biểu tượng của khu Asakusa ở Tokyo lần đầu tiên được tháo xuống để tu sửa. Nhiều du khách thường đến chụp ảnh trước chiếc đèn lồng ở cổng Kaminarimon của chùa Sensoji. Chiếc đèn lồng nặng 700kg, dài gần 4m đã được tháo xuống và chuyển lên xe tải. Chiếc đèn lồng được tu sửa định kỳ gần như 10 năm một lần kể từ khi cổng được xây lại vào năm 1960 sau khi bị hỏa hoạn vào giữa thế kỷ 19. Lần này, công tác tu sửa được tiến hành sớm hơn mọi khi do năm ngoái thời tiết khắc nghiệt làm đèn bị hư hại nhiều và cũng để chuẩn bị cho Olympic và Paralympic Tokyo. Một cư dân địa phương ngoài 20 tuổi cho biết số du khách đến Asakusa đã giảm do virus corona lây lan, nhưng cô hy vọng nhiều người sẽ lại đến ngắm đèn lồng sau khi tu sửa hoàn tất. Các nghệ nhân ở Kyoto, miền Tây Nhật Bản sẽ tiến hành thay lồng và giấy của chiếc đèn, sau đó đèn sẽ được treo trở lại vào tháng 4. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua địa chỉ website hoabinhtv.vn hoặc qua kênh YouTube HBTV.